Vô Ti Tôn phải khám phá con đường này nè, đường này đẹp, đường này mới mở, nó đi dọc chân núi, ở sau hồ Sửa Hợp mở qua giờ rộng thêm nữa. Đường này là từ ở phía sau đập đập xe chép là chạy lòn qua cái hẻm núi qua xã An Đức. Cái chỗ này mà đào sâu xuống mà thành cái nước làm cái khu du lịch chỗ này cũng đẹp. Đây này con đường này làm đường đi qua bên xã An Đức, đi chui qua cái hẻm ta gọi là kẹt cặt nước, hồi xưa tên kẹt cặt nước, giờ đổ đất rộng ra rồi, giờ đi đốn củi vậy. Mới đường bự nha, đất ở đây lên giá mấy tháng trước là như là 100 triệu một ngàn mét vuông, 100 tới 150, bây giờ mở đường lớn vậy là ở đây có giá nữa. Chưa có đường á, một công có mấy chục triệu mà giờ làm đường bự ra rồi dân ở chợ nó vô mua với mấy người đâu biết á, ta vô tôi mua đất thì giờ đất ở trong này lên 100 ngoài triệu rồi, chắc cũng vô 100 ngoài 200 vậy. Mua đất lúc này thì rẻ nhưng mà nó chưa có điện. Ở đây thì chưa có điện. Nếu các nhà ở trên này thì xài pin năng lượng mặt trời được. Nước thì xài nước suối. Nếu đào giếng mà khoan giếng đó, nó hay bị đụng đá. Tại vì núi này bây giờ nó trơ đá nhiều. Thấy vậy chứ khoan xuống có 50 mét là đụng đá. Cái đường này làm tới là 200 rồi. Rồi giờ thì làm bự ra đẹp rồi. Này mà đổ bê tông tráng nhựa nữa là ngon rồi. Đó, đá gì không khoan giếng đâu được. Thấy gì chứ, thấy đất gì chứ dưới toàn đá không. Đó, khoan cái giếng nè, ở đây ta đào cái giếng nè. Cái giếng này tới mùa khô cũng cạn. Hiện giờ chỉ có 1-2 gia đình ông bạn tôi ở trong này thôi. Mà đất thì dân ở chợ vô mua cũng khá nhiều rồi. Như xe nó chở đất, xe nó chở đất vô đây nó đổ đường, nó đang đổ đường đây, đây có chiếc xe tải.
cái này xe. Đang múc đất, múc cái đường nước này, nó múc lên nó đổ lên trên này rồi. Chỗ này giờ mưa mông. Cứ mỗi ngày vài ban ngày đi ngang là thấy nó làm mới vậy. Giữ cái đường chỗ này nó làm một bự ra luôn. Dạ bạn đẹp mày ơi. Những trong những môn rừng kiếm kỳ kỳ. Chẳng là đi môn kiếm kỳ kỳ. Đi nào thì đi phải xây được. Bên kia luôn, nấu hỏi hả? Má phải luôn. Dạ. Tôi không phải khám phá con đường này nè, đường này đẹp, đường này mới mở, nó đi dọc chân núi, ở sau hồ Sà Chét nó đi qua xã An Tức, các bạn đi đường này hay là đi qua Ô Thung cũng gần nữa, đường này nếu mà đi ăn gà đốt ở Ô Thung nó gần. Và cái đường thì cảnh nó đẹp. Mình đi ngang đây mình nhìn thấy núi, thấy rừng, thấy núi. Còn chạy đường nhựa, đường tỉnh lộ, đường tỉnh lộ 7 á, thì cũng được, đường đó là đường nhựa nhưng mà nó xa, nhưng mình không có ngắm cảnh được. Rồi đi đường mới này là mình ngắm cảnh được. Đi ngang rừng này nữa. Để nhắc lại các bạn, con đường mới này á là nó nằm ở phía sau hồ Sà Chét. Nó có con đường ta mở rộng lắm. Rồi tại vì ở đây nó còn đi ngang đây đó, ruộng đồng rừng núi này nọ mình thấy nó đẹp. Chỉ ở chỗ này nó qua khỏi cái kẹt núi đó, là phía bên đây là còn là cây thuốc nốt không à, còn ở bên kia thì không có bao nhiêu, bên đây thì có nhiều thuốc nốt mọc thành rừng luôn rồi.
nếu đi phượt vô Tây Tô cũng phải đi khám phá con đường này. Mà con đường này nó mới, thành thử ra nhiều bạn tới tham quan nó không có biết được. Tôi quay đây để cho các bạn xem cái cảnh. Các bạn nào thích thì hỏi đường ta. Hỏi đường ta đi từ Đầm Sình Chét đi qua An Tức. Con đường này tôi đi hồi lúc nó còn phải đi bộ. Hồi xưa mà muốn đi theo con đường này qua đó là phải đi bộ, đi theo đường bờ đê qua, chứ phải băng qua mấy cái về. Được cặp vào xây máu át ban từ phén ấy. Át ban từ phén ấy. Ban từ lo đấy. Này tam thứ ấy à. À là. Nãy chồng ở dưới làng lên coi ruộng dưới đi cắt cỏ. À đang chơi hay cốt. Cháu dẫn cháu theo. Ở nhà chắc không có ai coi ổng rồi, nó là phải dẫn nó theo. Ổng đi đốn tre với được mấy củ măng về ăn luôn. Mùa này là có măng nè.